Bộ phim hành động 578 Phát đàn của kẻ điên kể về câu chuyện người cha chống lại những kẻ truy đuổi mình trên hành trình đi tìm công lý để trả thù cho con gái. Tham gia phim, Hồ Hèn Nghê vào vai Bảo Vi, người âm thầm song hành với người cha trên hành trình truy đuổi cái ác. Nam chính trong bộ phim 578 cũng khiến dân tình đứng ngồi không yên, xôn xao truy tìm thông tin vì gương mặt điện ảnh và thân hình đều rất thu hút. Nam chính Alessandro Nguyễn sinh năm 1981 tại Pháp, hiện đang là diễn viên thực lực ở châu Âu. Anh từng tham gia nhiều phim ăn khách, với tinh thần muốn đi lên bằng chính thực lực của bản thân. Khi về Việt Nam, anh hứa hẹn sẽ trở thành nam vương mới của dòng phim hành động Việt sau tượng đài Johnny Trí Nguyễn. Khán giả kỳ vọng sự kết hợp của cả hai sẽ tạo nên những phản ứng bùng nổ trong phim. Mới đây, nhà phát hành ở Mỹ và một số quốc gia khác cùng các nhà làm phim nổi tiếng thế giới bất ngờ có nhiều lời khen với bom tấn 60 tỷ này của đạo diễn Lương Đình Dũng. Trong đó có Michael Newell, đạo diễn Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa. Ông nhìn nhận đây là phim hành động Việt Nam đẳng cấp thực sự, vượt ngoài mong đợi. Ngoài việc đánh giá 578 là bộ phim hành động xuất sắc, ông cũng rất ấn tượng với các góc máy trong phim để giúp nâng tầm những pha hành động, đồng thời khen ngợi diễn xuất của nam diễn viên chính và nam phản diện đối đầu, tức Hoàng Phúc. Trong khi đó, biên kịch Hollywood Bella Alessandra cảm thấy hào hứng với 578 và nói: "Khi xem 578, tôi chỉ là một khán giả và một người hâm mộ của bộ phim." Cô khen diễn xuất của Hồ Hèn Nghê cũng như những bất ngờ của nhân vật mà nàng hoa hậu này thể hiện. Sự hào hứng ngày một dâng cao khi trước đó bộ phim này được thương thảo để trình chiếu tại Mỹ và Anh Quốc. Đây chắc chắn là một phim điện ảnh hành động chất lượng, một bom tấn chuẩn chỉnh cả về nội dung lẫn tính giải trí, sẽ sớm được ra mắt trong thời gian tới.